Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ ba do ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và bà Anna Spitbeck, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đồng chủ trì vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đối thoại gồm 4 phiên trao đổi về các chủ đề: chuyển dịch năng lượng, phát triển lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, phát triển điện gió và lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án điện năng lượng tái tạo. Đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ là cơ chế hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thiết lập và tổ chức lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2018. Năm 2021 là năm mà vấn đề năng lượng được quan tâm đặc biệt, được coi là trọng tâm then chốt trong các nội dung của Hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu COP26 dự kiến được tổ chức tại Glasgow, Vương quốc Anh vào đầu tháng 11. Về phía Việt Nam, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cho giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 dự kiến được phê duyệt trong thời gian sắp tới đã thể hiện rõ định hướng chuyển dịch năng lượng với các kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng hài hòa hơn, giảm dần phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và gia tăng mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Về phía Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Biden đưa ra những định hướng phát triển năng lượng cho các năm tới với mục tiêu chú trọng giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh như vậy, đối thoại an ninh năng lượng lần thứ ba có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm phù hợp để Việt Nam và Hoa Kỳ cập nhật cho nhau về kế hoạch phát triển năng lượng quốc gia theo các định hướng chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu. Đối thoại tạo điều kiện để hai bên hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình phát triển năng lượng mỗi nước, giúp mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác giữa các cơ quan quản lý cũng như gia tăng dự án hợp tác cụ thể giữa các doanh nghiệp hai bên.